đây nó làm mấy cái lò trong mấy cái ông hướng sái mà được cái con lô đất về về rồi hướng sái của con cái này cái mát này các ơi. Chụp chưa mày? Sao em? Sao không? Chưa vậy. Cái tầm tầm nhìn nó bên cái view nó độc. View nó rất là độc. Khoảng sao em? Cái khoảng trống. Cái view nó độc lắm. Những cái hàng nó đặc quen. Biệt đó là cái hàng nó biết cái trồng cây là cây rồi đang dưới ấy không dưới tuốt cái dưới phái đâu nhìn lòng rồi
Hủ cái vụ không sao á.
nhà trưng bày. Đầu tiên là nhà trưng bày món cũ. Mới là con đi trễ mày, đi qua bên kia nữa. Tự chụp luôn hả anh? Ừ, luôn.